Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Phúc đến tham quan một siêu phẩm nhà phố đẹp với diện tích ngang 5m và chiều dài là 12m, tọa lạc trên trục đường Tô Nọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là căn nhà phố thiết kế theo mẫu nhà phố hiện đại năm 2022, tặng kèm khu nội thất khi mua. Thiết kế một trệt một lửng và 2 lầu. Thiết kế có gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 5 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và tới 6 phòng vệ sinh. Và đây là nhà phố ngang 5m hiện đại, nội thất cao cấp tặng kèm. Đường trước nhà rất là rộng, đường trước nhà lên tới 12m, có vỉa hè, cây xanh phủ bóng mát, thuộc trục đường Tô Nọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên quốc lộ 1A, cách Gò Vấp chỉ 5 phút đi xe máy và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 phút đi xe máy. Thuận tiện cho đại gia đình chúng ta vừa làm văn phòng cho thuê, kinh doanh, buôn bán, kinh doanh spa. Phía tầng trệt thì gia chủ thiết kế cho mình khu vực đậu xe hơi, phòng bếp và phía sau chúng ta có nhà vệ sinh. Trên lầu thì quý vị sẽ có không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và tới 6 phòng vệ sinh, với hướng nhà là hướng Tây, phù hợp cho đại gia đình mình, thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý vị đang tìm cho mình một căn nhà ngang 5m với giá bán 5 tỷ 950 triệu đồng thì hãy gọi cho Phúc để đến xem và sở hữu ngay. Đây là giá bán chỉ bớt lọc cho quý anh chị thiện chí mua nhanh thôi nhé. Giá bán sẽ để lại full nội thất cho quý vị. Nhà thì có sổ hồng sẵn, giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng. Quý vị mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Quý vị đang tham quan một trong những siêu phẩm nhà phố đẹp nhất quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc trên trục đường Tô Nọc Vân, sát bên quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, với giá bán chỉ hơn 5 tỷ 950 triệu đồng, sẽ để lại full nội thất khi mua, không gian phòng ngủ với đầy đủ các nội thất kèm theo. Và nhà này có thiết kế sân sau nên phòng ngủ phía sau quý vị sẽ có cửa sổ ra sân sau. Mỗi phòng ngủ đều có giường ngủ 1m8, chăn ga, gói niệm, tủ áo, bàn trang điểm, khu vực máy lạnh. Và mỗi phòng ngủ chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ. Thiết kế hợp phong thủy, bồn rửa mặt, bồn tắm đều có vách ngăn, gương soi, đèn led. Chúng ta đang tham quan phòng ngủ thứ hai, có bàn trang điểm, giường và kệ đũi tivi, và có một nhà vệ sinh riêng ở trong phòng với đầy đủ lavabo, bồn cầu, phòng tắm có vách ngăn. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta có ban công phía trước dùng để lấy gió và lấy sáng, rất là mát mẻ. Cùng Phúc tham quan một siêu phẩm ngang 5m và chiều sâu là 12m, đường trước nhà từ 15m và với giá bán 5 tỷ 950 triệu đồng. Đây là một mức giá bán khá mềm. Quý chị có thể mua để ở, đầu tư hoặc mua cho con em mình đi học. Vị trí căn nhà thì nằm trên trục đường Tô Nọc Vân, rất là gần với trường cao đẳng điện vật và sát bên Gò Vấp và cách Ủy ban Nhân dân quận 12 khoảng 500m. Và đi về sân bay khoảng 15 phút đi xe máy, đi qua các quận lân cận như Thủ Đức, Gò Vấp, quận Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi đều rất là gần, trong bán kính chỉ khoảng tầm 10 km thôi. Và đặc biệt là căn nhà của mình có tới 5 phòng ngủ, thuận tiện cho đại gia đình chúng ta mua để ở hoặc cho thuê, đầu tư sinh lời, hay quý vị có thể mua từ tỉnh xuống đây. Chúng ta có thể mua để an cư và lạc nghiệp tại địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy gọi nhanh cho Phúc để có giá tốt khi mua, hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 60 đến 80%. Ngoài ra liên hệ nhà bên Phúc, quý vị sẽ được rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 2 đến 500 triệu đồng. Tất cả những căn nhà bên em đều chào bán là những căn nhà chính chủ gửi bán. Quý vị có thể mua gặp trực tiếp với chủ để thương lượng cũng như hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 60 đến 80% giá trị căn nhà. Quý vị đang tham quan khu vực phòng ngủ số 5 và phòng thờ phía trước. Video review căn nhà ngang 5 và chiều sâu là 12m, một trệt một lửng 3 lầu. Giá bán là 5 tỷ 950 triệu của em xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau.